Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm cuộc sống quanh ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về chiến dịch đánh Nha năm 1812 của Napoleon, một trong những thảm họa quân sự lớn nhất trong lịch sử. Từ những sai lầm chiến lược về hậu cần, sự kiệt quệ của quân lính đến thời tiết khắc nghiệt và chiến thuật tiêu thổ của Nga, tất cả đã dẫn đến sự sụp đổ của đại quân Napoleon. Hãy cùng khám phá những bài học lịch sử quý giá từ cuộc chiến đẫm máu và đầy bi kịch này. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về chủ đề lần này, kênh khuyến khích bạn hành động với một vài cử chỉ nhỏ. Hãy bấm nút like cho video này để ủng hộ kênh. Và nếu bạn thấy giá trị trong nội dung của kênh, hãy xem xét việc đăng ký và bật chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2, 1 nếu bạn thích video này, 2 nếu bạn không thích video này. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu khám phá về chủ đề lần này. Chiến dịch xâm lược Nga. Trong chiến dịch xâm lược Nga năm 1812, toàn bộ chiến lược của Napoleon để di chuyển quân đội Pháp qua châu Âu và vào Nga để đến Moscow dựa vào chiến lược hai mặt của ông là giảm quân để di chuyển nhanh hơn và khuyến khích quân đội tự kiếm sống, giải phóng sự ràng buộc của quân đội vào hệ thống tiếp tế. Sức mạnh chiến đấu và hậu cần có mối tương quan tích cực mạnh mẽ. Sức mạnh chiến đấu không bền vững nếu không có một tuyến hậu cần mạnh mẽ. Napoleon đã không nhìn thấy mối liên hệ giữa sức mạnh chiến đấu và hậu cần. Sai sót đó của Napoleon đã gây hậu quả nghiêm trọng, bộc lộ rõ qua từng chặn hành quân từ lúc vượt sông Neman ngày 24 tháng 6 năm 1812 đến khi chiến dịch thất bại vào cuối năm đó. Tính cơ động đóng vai trò là sức mạnh của đại quân Napoleon. Để duy trì tính cơ động, đại quân cần một hệ thống hỗ trợ hậu cần mới. Thay vì bị ràng buộc vào một tuyến tiếp tế chính, Napoleon có khả năng di chuyển tự do trên khắp chiến trường bằng cách sử dụng khả năng cơ động và đánh bại quân đội của đối phương. Sự linh hoạt này cho phép Napoleon quan tâm đến việc tiêu diệt kẻ thù chứ không phải sự hỗ trợ cần thiết để duy trì quân đội của mình. Tuy nhiên, những người lính của đại quân năm 1812 khác với những người đã chiến đấu cho Napoleon trong các chiến dịch trước đó. Một số người trong số họ là những người lính nghĩa vụ thiếu kỷ luật và đào tạo để trở thành một người lính trong hàng ngũ dưới quyền Napoleon. Những cuộc chuyển quân vất vả này đã làm mệt mỏi những người lính chưa được đào tạo và đẩy họ ra xa nguồn hậu cần. Các tuyến đường tiếp tế dài trên địa hình khắc nghiệt của Nga đều trong tình trạng tồi tệ. Thời tiết thay đổi đột ngột không chỉ đe dọa đến binh lính mà còn đe dọa đến đường xá, khiến họ không thể đi qua được. Cuối cùng, quy mô lớn của quân đội đòi hỏi một lượng lớn lương thực và đạn dược để duy trì chiến dịch. Hệ thống tiếp tế của quân đội có nguy cơ bị quá tải và không thể theo kịp mong muốn của Napoleon là di chuyển trên quãng đường dài trong thời gian ngắn. Tệ nhất là, những thất bại về hậu cần đã trở nên không thể khắc phục trong suốt chiến dịch. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, Napoleon cần ngựa để trang bị cho kỵ binh, di chuyển pháo binh, duy trì các tuyến liên lạc và vận chuyển vật tư ra tiền tuyến. Đường xá của Nga, do tình trạng kém, đã hạn chế khả năng sử dụng ngựa hiệu quả. Ngoài ra, vùng lãnh nguyên phía đông cung cấp rất ít thức ăn cho ngựa ngay cả vào tháng 6 khi bắt đầu chiến dịch. Kinh nghiệm của quân đội Pháp đã dạy họ cách sống sót nhờ tìm kiếm thức ăn tại chỗ. Vào thời điểm này, việc thoát khỏi các tuyến tiếp tế đã trở thành một lợi thế lớn. Napoleon khuyến khích tìm kiếm thức ăn như hành vi bình thường và mong đợi các sĩ quan cũng khuyến khích điều đó. Thực tế này tạo ra cảm giác an toàn giả tạo trong số các nhà lãnh đạo và chuyên gia hậu cần của quân đội Pháp. Những kinh nghiệm trước đây của quân đội Pháp đã củng cố niềm tin rằng việc kiếm ăn là một biện pháp tốt để duy trì một đội quân lớn trên bộ. Việc kiếm ăn này đã ảnh hưởng đến các sĩ quan tiếp tế vào thời Napoleon, những người trở nên lười biếng và để các kỹ năng hậu cần của họ bị xói mòn. Sự thiếu kỹ năng và quyết tâm này, cùng với hệ thống phân phối kém đã tạo nên một tín hiệu đáng ngại cho chiến dịch đánh Nga. Cụ thể, cuộc hành quân dài về phía đông gây ra mối nguy hiểm lớn cho ngựa. Việc thiếu thức ăn sẽ hạn chế khả năng của kỵ binh trong việc bảo vệ quân đội, trinh sát và khả năng di chuyển vật tư bằng xe ngựa. Vượt sông Neman. Khi băng qua tuyến xuất phát, Napoleon và các thống chế của ông biết những khó khăn sắp xảy ra mà các tuyến tiếp tế của Pháp phải đối mặt. Napoleon đã ban hành các mệnh lệnh ban đầu, hạn chế việc tiêu thụ khẩu phần cho đến khi quân đội vượt sông Neman. Lệnh hạn chế này đã dẫn đến việc quân đội cướp bóc vùng nông thôn. Cụ thể, sự hỗ trợ hậu cần không đầy đủ cùng với các cuộc hành quân cưỡng bức và tình trạng thiếu hụt vật tư đã làm xói mòn kỷ luật của quân đoàn y do Davao chỉ huy. Vienna. Vào cuối tháng 6 năm 1812,
Sau khi đến Vienna, Napoleon nhận ra rằng quân lính của mình đã hết khẩu phần. Những người lính, hầu hết là lính mới, đã tiêu thụ khẩu phần ăn 4 ngày được cấp và bỏ qua lệnh sử dụng chúng một cách tiết kiệm. Chiến lược hậu cần của đại quân là tìm kiếm thức ăn hoặc cướp bóc để hỗ trợ tiếp tế là giải pháp thay thế duy nhất để hỗ trợ một lực lượng bộ binh lớn như vậy. Tại Vienna, chiến lược cướp bóc của Pháp đã tỏ ra không thành công. Vienna đóng vai trò là trụ sở của Nga trong cuộc rút lui về phía đông. Do quân đội Nga sử dụng nơi này nên không có đủ nguồn cung cấp để duy trì đội quân lớn. Ngoài ra, nguồn cung cấp nước tại Vienna đã bị đầu độc và không phù hợp để con người sử dụng. Những thất bại này là nguyên nhân gây lo ngại, nhưng không ngăn cản được Napoleon. Ông tiếp tục tiến về phía đông để theo đuổi một trận chiến lớn với quân đội Nga. Wittbeck. Khi Napoleon rời Vienna, đại quân của ông tiếp tục chịu thương vong. Việc thiếu thức ăn đã dẫn đến cái chết của ngựa. Gia súc trong đoàn xe chở hàng của quân đội không thể duy trì tốc độ hành quân và ngã xuống. Cuối cùng, và quan trọng nhất, binh lính bắt đầu đào ngũ. Có rất ít sự hỗ trợ hậu cần, vì vậy trong tâm trí của binh lính, một lựa chọn hấp dẫn là đào ngũ với mục đích tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Tuy nhiên, đại quân vẫn tiến về phía đông bởi vì Napoleon đặt tầm quan trọng của trận chiến lên trên tầm quan trọng của hậu cần. Tuyến tiếp tế duy nhất không vươn xa qua Vienna, và nguồn cung cấp cũng không lưu thông với tốc độ cần thiết để duy trì các cuộc di chuyển quân lớn ngày càng sâu hơn vào Nga. Điều rõ ràng là ông không quen thuộc với hậu cần cần thiết để duy trì loại chiến dịch này. Kinh nghiệm của đại quân tại Wittbeck làm sáng tỏ thêm nhận thức đang thay đổi chậm chạp rằng hậu cần là chất xúc tác cho khả năng chiến đấu. Đại quân đã tạm dừng hoạt động trong 15 ngày, tập trung vào sức khỏe và sự thoải mái của lực lượng. Ngoài ra, không có nguồn cung cấp tại địa phương để nuôi quân đội. Khi đại quân rời Wittbeck, thương vong đã gây ra thiệt hại đáng kể khi gần 1/3 trong số 500.000 quân không thể chiến đấu. Ngoài ra, việc liên tục mất ngựa đã ảnh hưởng xấu đến chiến dịch. Smolensk. Napoleon quyết định không để đại quân nghỉ 7 hay 8 ngày theo đề nghị của Davao mà ra lệnh tiến về Smolensk để ngăn chặn sự hợp nhất của hai đội quân Nga hội tụ tại đó. Càng tiến xa khỏi Vienna, đại quân càng trở nên cô lập và khó tiếp tế từ phía sau hơn. Quân đội đã tiến mạnh đến Smolensk trước khi tiến đến Moscow, nhưng không có tuyến tiếp tế bền vững. Napoleon tiếp tục khuyến khích sử dụng biện pháp tìm kiếm thức ăn, nhưng vùng đất này không còn gì để tìm kiếm. Người Nga tiếp tục chiến lược tránh đụng độ lớn với đại quân của Napoleon. Smolensk dễ dàng rơi vào tay Napoleon vì quân Nga đã rút lui trước khi ông điều động lực lượng của mình để bao vây quân đội Nga. Quyết định quan trọng mà Napoleon phải đối mặt liên quan đến việc quân đội sẽ trú đông ở đâu. Smolensk có thể cung cấp đủ hỗ trợ hậu cần cho quân đội nếu họ chọn nghỉ ngơi ở đó trong mùa đông. Ngoài ra, thời gian tạm dừng mùa đông đã cung cấp thời gian cho tuyến tiếp tế để tổ chức lại và vượt qua khoảng cách lớn giữa Vienna, điểm tiếp tế tiền phương, và Smolensk. Borodino. Napoleon coi Borodino là một trong những cơ hội thực sự đầu tiên của mình để tấn công quyết định vào quân đội Nga và khiến họ đầu hàng. Nhưng trận Borodino cho thấy Napoleon không có khả năng truy đuổi quân đội Nga. Sau Borodino, quân đội Nga đã rút lui về phía đông. Napoleon mệt mỏi, ốm yếu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về Moscow. Chính sách tiêu thổ. Chính sách tiêu thổ mà người Nga sử dụng đã trở thành một chiến thuật quan trọng trong cuộc chiến chống lại người Pháp. Khi người Pháp tiến xa hơn về phía đông, tuyến liên lạc của họ đã kéo dài và căng thẳng để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Những con đường không thể đi qua, các cuộc đột kích của cô sát và những con ngựa chết chỉ làm trầm trọng thêm chiến thuật của Nga là phá hủy mọi nguồn cung cấp hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi quân Pháp đến. Sự phá hủy này không chỉ phá vỡ ý định kiếm ăn của người Pháp mà còn khiến tinh thần trong hàng ngũ quân đội xuống mức thấp hơn. Mỗi người lính có trách nhiệm tự kiếm ăn. Lý do cho hoạt động này là để cho phép binh lính di chuyển nhẹ nhàng hơn, di chuyển nhanh hơn và không phải phụ thuộc vào một trung tâm cung cấp để nhận sự hỗ trợ. Người Nga đã hành động để phá vỡ hoạt động kiếm ăn của người Pháp, họ đã thiết lập chính sách không để lại bất kỳ thứ gì có giá trị hậu cần dọc theo tuyến đường tiến quân của Pháp. Đây là một điểm quan trọng vì người Nga bắt đầu, có khi theo cách gián tiếp, tấn công tuyến tiếp tế của quân đội Pháp. Moscow. Quân đội Pháp đã giãn rộng quá mức khi đến Moscow vào tháng 9 năm 1812 và không thể bảo vệ tuyến liên lạc duy nhất của mình ở Nga. Con đường dài từ Smolensk đến Moscow là ví dụ điển hình cho chính sách tiêu thổ của người Nga. Quân đội Pháp lê bước đến Moscow,
và tại đó Napoleon thấy mình phải lựa chọn giữa việc chỉ đạo quân đội qua mùa đông ở Moscow hoặc rút lui và trở về Pháp. Moscow không mang lại sự nghỉ ngơi cho đại quân mệt mỏi. Một số khu vực của Moscow bị cháy, không có lương thực và mọi nguồn cung cấp đều không còn. Diễn biến không may này ở Moscow đã lên đến đỉnh điểm của những thử thách và gian khổ về hậu cần của Napoleon. Tình trạng đào ngũ tăng lên đáng kể và sự bất tuân của quân đội lên đến mức chưa từng thấy trong một đội quân chuyên nghiệp của Pháp. Những áp lực nội bộ này chắc chắn đã ảnh hưởng đến quyết định rút lui khỏi Moscow và trở về Pháp của Napoleon. Áp lực do thiếu hụt hậu cần hoàn toàn đã cộng hưởng với tác động thứ cấp là mất kỷ luật và đào ngũ của quân lính. Quyết định rút lui. Tất cả những vấn đề xảy ra trên đường rút lui khỏi Moscow đều liên quan trực tiếp đến những thiếu sót về hậu cần của đại quân. Tình trạng đào ngũ đã đạt đến mức cao mới. Ngựa tiếp tục chết vì thiếu thức ăn, và trong một số trường hợp trở thành thức ăn cho quân đội đang chết đói. Lính phải nhai vỏ cây liễu trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn nạn đói. Một yếu tố mới, thời tiết, đã làm nổi bật sự thất bại của hệ thống tiếp tế đối với Napoleon. Cuộc hành quân đến Moscow của ông diễn ra vào mùa hè nóng nực, bắt đầu vào tháng 6 năm 1812 và kết thúc vào tháng 10 cùng năm. Bây giờ, rút quân có nghĩa là phải băng qua vùng lãnh nguyên của Nga từ đông sang tây trong cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt. Nhiệt độ lúc này xuống thấp và quân đội của Napoleon không sẵn sàng cho thời tiết giá lạnh. Những người lính mặc quân phục mùa hè rách rưới lội bộ qua vùng lãnh nguyên đóng băng. Quan trọng hơn, hỗ trợ tiếp tế không có đủ khả năng để mở rộng phạm vi tiếp cận tới Moscow hoặc xa hơn Smolensk, nhưng hành động duy nhất mà hệ thống tiếp tế thực hiện là không làm gì cả. Không có đợt cung cấp quần áo mùa đông cho quân đội đang lạnh cống ra mặt trận. Ngoài ra, các yêu cầu hỗ trợ vẫn tiếp tục không được trả lời. Tần suất các đoàn xe ngựa tăng lên, tuy nhiên, những đoàn xe này không đến được đích là Smolensk vì quân Cossack vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu được bảo vệ kém này. Smolensk chứng tỏ là một giai đoạn đen tối trong quá trình rút lui khỏi Nga. Quân đội đã đến Smolensk và bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Hoạt động kiếm ăn nhanh chóng chuyển sang cướp bóc và phá phách. Bất kỳ lệnh nào của hệ thống chỉ huy đã được thiết lập đều biến mất. Người ta lấy bất cứ thứ gì họ có thể, bằng vũ lực nếu cần thiết. Việc quân đội Pháp hoàn toàn mất phương hướng tại Smolensk là dấu hiệu cuối cùng và rõ ràng nhất đối với Napoleon rằng đội quân này không còn là đội quân mà ông đã quen chỉ huy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là một nếu bạn thích video này, hay nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.